Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh eBay Việt Nam. Trước mặt các bạn đây là động cơ 3 phang BBS02, chuyển đổi xe đạp thường thành xe đạp trợ lực. Và một cái vấn đề là như thế này, khi mà các bạn đã có xe đạp rồi đó thì thông thường cái bộ clip mà các bạn hay xài là clip cassette có nhiều tầng ở phía sau các bạn. Thì khi mà sử dụng cái bộ clip đó mình sẽ sử dụng sao? Mình đập mồi. Tức là khi mà mình lên clip xuống clip á thì mình đập mồi để cho cái sợi sên nó leo lên hoặc là leo xuống. Ok, xong rồi mình mới đập lực để gọi là đẩy chiếc xe đi. Vậy thì khi mà mình gắn động cơ 3 phang này vô. Động cơ 3 phang này nó sử dụng công nghệ cadence sensor nha. Có nghĩa là khi mà các bạn đạp, chỉ cần các bạn đạp nhẹ thôi, nó thấy có vòng đạp là nó sẽ đẩy mình đi liền. Để mình mô phỏng cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy mạnh chưa? Cái này mình chỉ cần nhồi tí xíu thôi nha. Mà trong khi đó là các bạn đạp phải hết một vòng, khoảng hết một vòng thì nó mới leo sên lên được. Mà nó cứ lôi đi như vậy là nó cắn hư hết clip, hư hết sên của mình luôn. Cho nên nó xuất hiện ra một cái thiết bị này. Cái này gọi là shift sensor. Shift sensor này nó hoạt động bằng cách là khi mà các bạn chuyển clip á, là cái shift sensor này nó sẽ phát hiện là mình đang chuyển clip đó. Không cần biết chuyển lên hay là chuyển xuống thì nó sẽ ngắt động cơ ra. Để gì? Lúc đó mình chỉ việc đập mồi thôi. Mình đập mồi để cho sên nó lên hoặc là nó xuống xong xuôi. Thì cái shift sensor này nó mới cho phép cái động cơ hoạt động. Cái này nó giải quyết được cái vấn đề khi mà mình gắn cái bộ động cơ này vô rồi xảy ra vấn đề về clip thì shift sensor này nó sẽ triệt tiêu cái vấn đề đó. Và cái cách nó hoạt động như thế nào để mình mô phỏng cho các bạn xem ha. Ở trên động cơ 3 phang á, nó có cái hai sợi dây thắng nè. Là mình gắn cái sợi shift sensor này nè, sợi dây điện của nó gắn vô sợi dây thắng. Hoặc mình có thể gắn ở đây. Ở dưới động cơ nó chừa sẵn một sợi dây nè, mình sẽ gắn nó vô. Đó. Các bạn thấy đèn không? Đèn chớp nè. Và cái này mình sẽ gắn cái sợi dây thắng vào. Xin lỗi, cái sợi dây đề ha. Sợi dây đề nó sẽ chui qua đây. Đây. Thì khi mà các bạn lên clip xuống clip là các bạn chắc chắn là phải gạt tay đề ha, là nó lên nè. Lên nè, xuống nè, xuống nè. Mỗi lần cái sợi cáp nó di chuyển á là nó sẽ phát hiện ra là có sợi cáp di chuyển rồi. Đề đang được kéo lên hoặc là đang được kéo xuống đó thì nó sẽ ngắt động cơ ra. Thì các bạn thấy ở trên màn hình ha. Rồi các bạn để ý trên đồng hồ ha. Ở trên này nữa ha. Này khi mà lên đề nè, xuống đề nè. Đó, cái đèn xanh đây nó chớp mà cái báo ngắt động cơ đây nó cũng báo luôn nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ thử ha. Bây giờ thử nè. Đây mình đang chạy ha, đang lên ga nè. Lên đề. Xuống đề. Đó. Trong cái khoảng thời gian khoảng 2 giây, 3 giây để nó ngắt động cơ ra thì lúc đó mình chỉ việc mình đập mồi thôi. Đó. Cho nên nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là sên nó không quá cắn vào trong clip khi mà mình lên số, chuyển số. Và bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe ra để cho các bạn xem là thực tế nó lắp đặt như thế nào nha. Đây các bạn, shift sensor nè. Các bạn thấy đây là cái sợi dây đề ha. Đi vô trong shift sensor, xong rồi đi vô cái đề nè. Đó. Lắp đặt cũng khá là đơn giản thôi. Thay vì là cái ống đề nó đi thẳng tuần tuột từ đầu xuống tới cái đề luôn thì nó sẽ cắt một khúc ra, cắt một khúc ống ra cho cái sợi cáp nó đi qua cái shift sensor. Vậy là xong. Rồi còn cái phần dây điện nè. Dây điện thì nối vào trong động cơ. Vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Đó là về nguyên lý hoạt động và cả cách lắp đặt của shift sensor các bạn ha. Cái này á, mình order một cái cảm biến như vậy là nó khoảng dao động khoảng 450 đến 500. Lắp đặt ở nhà cũng được luôn. Cái này cũng dễ lắp đặt. Rồi, video đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.